Lúc này các đội bóng V-League đều đang tích cực chạy đà cho mùa giải mới bằng các trận giao hữu. Hôm qua, câu lạc bộ Sài Gòn đã gặp đội bóng hạng dưới Xi Măng Phico Tây Ninh và không bất ngờ khi họ có được chiến thắng áp đảo. Chạm trán Xi Măng Phico Tây Ninh là trận giao hữu thứ tư của câu lạc bộ Sài Gòn trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2020. Cả hai câu lạc bộ đều tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, việc thi đấu với hai ngoại binh trên hàng công, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sớm áp đảo đối thủ khi Quốc Phương có bàn mở tỷ số ở phút 26. Thế trận tiếp tục được các cầu thủ Sài Gòn làm chủ hoàn toàn trong hiệp 2 và từ phút 63 đến phút 82, lần lượt Pedro Paulo và cú đúp của Nguyễn Vũ Tín đã giúp câu lạc bộ Sài Gòn vượt qua đối thủ với chiến thắng cách biệt 4-0. Trận đấu này cũng giúp huấn luyện viên của hai câu lạc bộ có những sự thử nghiệm ở nhiều vị trí mới, qua đó hoàn chỉnh bộ khung đội hình trước khi mùa giải chính thức khởi tranh. Tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm 2020, đến lúc này câu lạc bộ Sài Gòn gần như đã hoàn thiện bộ khung đội hình của mình khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã mang về cho đội chủ sân thống nhất 4 bản hợp đồng mới, trong đó có 3 nội binh và 1 ngoại binh. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng đang đứng trước thử thách khi mà một số cầu thủ trụ cột của câu lạc bộ Sài Gòn đang bị chấn thương, và điển hình là trường hợp của trung vệ Đức Lợi, khi mà Đức Lợi lúc này bị chấn thương háng từ cuối mùa giải năm 2019 và đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa hồi phục. Lúc này thì Đức Lợi đang được điều trị tại trung tâm BVF và nhiều khả năng trung vệ này sẽ vắng mặt ở những vòng đầu tiên của mùa giải V-League năm 2020. Để tìm ra phương án thay thế cho vị trí của Đức Lợi nơi hàng phòng ngự thì theo quan sát của chúng tôi ở những buổi tập gần đây của câu lạc bộ Sài Gòn thì huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thường xuyên bố trí trung vệ tân binh người Hàn Quốc An Byung Kyon đã cặp với trung vệ Ngô Anh Vũ. Thì cụ thể là qua những thầy về theo chúng tôi cũng thử nghiệm rất là nhiều trung vệ, như là chỗ anh trung vệ Anh Vũ hay là Thành Tín và một số cầu thủ nữa, và Lam Anh bây giờ cũng đang hồi phục. Ngoài ra thì còn có Thanh Phong. Ở đây là cái tinh thần của các cầu thủ tương đối tốt và cái chính là các em tập trung vào, thì chúng tôi cũng chuẩn bị những phương án để dự phòng nếu mà Đức Lợi không trở lại thi đấu kịp. Trong quá trình chuẩn bị của mình thì câu lạc bộ Sài Gòn thời gian vừa qua đã thi đấu được 4 trận đấu giao hữu với các đội bóng V-League cũng như là các đội bóng hạng nhất ở khu vực miền Nam. Và huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho hay là trong thời gian còn lại, vào mỗi cuối tuần sau một tuần tập luyện thì câu lạc bộ Sài Gòn sẽ bố trí để có thể thi đấu giao hữu để giúp cho các cầu thủ tăng cảm giác thi đấu và có được phong độ tốt trước khi mùa giải khởi tranh. Đồng thời ông cũng có những sự thử nghiệm và những đánh giá trước khi đưa ra những phương án đội hình tốt nhất cho mùa giải sắp tới. Trần Trần và Văn Nghiêm, phóng viên của Thể thao TV, Bóng đá TV, tác nghiệp tại sân tập Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.